gợi ý từ cô giáo chủ nhiệm để đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022. Ban đầu mình vẫn hơi sợ sệt, nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô, mình đã mạnh dạn đến với cuộc thi như một sự trải nghiệm lớn lao để càng ngày càng lớn lên. Năm học đầu tiên dưới mái trường tiểu học đã đi qua, là bấy nhiêu ký ức đẹp đã đến với chúng mình. Từ nét chữ O, A, cô ân cần cầm tay, chúng mình biết ghép vần, đọc tiếng, đọc câu và đọc cả bài như bây giờ nữa. Mỗi trang sách mới có sức hút kỳ lạ với mình. Ở đó, mình biết yêu quý cuộc sống này nhiều hơn nữa. Các bạn có thể thấy, đây là những cuốn truyện mình yêu thích nhất. Cuốn đầu tiên là cuốn Phép màu của tình bạn. Cuốn thứ hai là cuốn Can đảm. Cuốn thứ ba là cuốn Ai thông minh nhất. Cuốn tiếp theo là cuốn Mẹ ơi, con tặng mẹ này. Cuốn cuối cùng là cuốn Cha mẹ không phải là người đầy tớ của tôi, cũng là cuốn mình yêu thích nhất. Cha mẹ không phải là người đầy tớ của tôi gồm 20 mẩu truyện nhỏ dày 78 trang do nhà sách Minh Thắng phát hành, xuất bản ngày 15 tháng 4 năm 2021. Cuốn sách có kích thước 14,5 x 20,5 cm do dịch giả Hà Linh thực hiện. Cuốn Cha mẹ không phải là người đầy tớ của tôi đã khiến mình vô cùng xúc động. Mỗi tối khi mình chưa biết đọc, mẹ vẫn kể cho mình nghe. Dù chưa hiểu lắm, nhưng đến khi đọc được, bản thân mình vô cùng thấm thía. Bài học từ trang sách đẹp đến lạ, bạn sẽ cảm nhận được giá trị cuộc sống đích thực từ cuốn sách này. Sách hướng ta đến việc rèn luyện tính tự lập trong cuộc sống. Mỗi mẩu truyện đều được trình bày độc lập, từ tên truyện, hình ảnh minh họa và đặc biệt cuối mỗi truyện đều có những bài học trưởng thành mà các bạn nhỏ chúng mình cần hướng tới. Đọc cuốn này, bạn sẽ bắt gặp mình trong đó, vì đôi khi ta còn chưa tự giác mặc đồ, hay ta cứ quen đòi hỏi nhiều điều từ bố mẹ. Có những khi bạn lại giận hờn người thân vô cớ nhiều lắm. Bạn hãy tìm rồi đọc thử luôn đi. Bạn sẽ chợt nhận ra mình cần tập trưởng thành, giống như những chú én nhỏ cần ra khỏi tổ để tập bay. Mình hiểu được rằng đây thật sự là cuốn nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan như lời phụ đề mà cuốn sách hướng tới. Có lẽ cảm giác yêu thương ta sẽ dễ nhận ra trong cuốn sách này. Đọc nó để bạn luôn tự nhủ mình hạnh phúc vì có bố, có mẹ, có cả bầu trời yêu thương. Các bạn ơi, hãy nhẹ nhàng lật mở từng trang, mình cùng thấy điều đó. Niềm vui của lớp mình khi cùng được chia sẻ cuốn sách thật ý nghĩa biết bao. Kính chào quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 đã mang lại rất nhiều điều bổ ích cho mình và các bạn. Mình hiểu được rằng giá trị to lớn của mỗi cuốn sách mang đến cho chúng mình trong hành trình học tập và chiếm lĩnh tri thức. Sách mãi là bạn, là người thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Vì thế, bản thân mình yêu sách thôi là chưa đủ, mà mình cần lan tỏa tình yêu ấy đến với các bạn, với mọi người nhiều hơn nữa. Mình nghĩ để chúng ta cùng hành động thì ngay từ bây giờ, nhờ sự chỉ bảo của thầy cô, sự giúp đỡ của các bạn, chúng mình sẽ xây dựng các hành động thiết thực như sau. Bạn và mình cùng tích cực lan truyền văn hóa đọc
đến các bạn nhỏ. Mỗi chúng ta sẽ là những thành viên chăm chỉ sáng tạo trong ngày hội đọc sách hàng năm của trường mình các bạn nhé. Tốt hơn nữa, các bạn có thể quyên góp sách cho các bạn vùng bão lũ khó khăn. Mỗi cuốn sách được trao đi là cả một phần tri thức được gửi tặng, sẽ đẹp lắm đó. Bạn biết không, thư viện của mỗi nhà trường đều rất quý giá. Mỗi thành viên trong lớp có thể sẽ tặng những cuốn sách, những mẩu truyện, trang báo để trưng bày và làm rầu có hơn số lượng đầu sách đó nha. Hàng tháng hay trong các buổi ngoại khóa, chúng mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chọn sách và đọc sách cho hiệu quả nhất. Tất cả sẽ thú vị vô cùng. Các bạn